cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu sơ qua tới anh em một sản phẩm, đó chính là nốc điều hòa của máy xúc Kobeco 140. Dòng máy xúc này nó có một chút đặc biệt, đó chính là cái thân lốc của nó thì vẫn là thân lốc Santic anh em nhé, nhưng mà cái thân của nó sẽ to hơn cái lốc su bình thường. Và cái dòng máy xúc này thì nó sẽ có nguồn điện là 12V và 24V. Cái mã ngày hôm nay em đóng để chuyển đi cho anh em là 24V. Tiện thì em quay clip và em giới thiệu tới anh em luôn. Cái buli đầu lốc của nó sẽ là chạy bản B một rãnh. Lốc được bắt vừa vào trong cái phần động cơ là ba chân, hai chân dưới, một chân trên. Đó, hai chân dưới, một chân trên. Một cái đặc điểm khá là khác biệt so với lốc su ở đây là cái bích lốc nhé. Cái bích lốc của nó là nó sẽ bằng và chúng ta sẽ bắt thẳng cái mặt bích này. Đấy, bắt thẳng cái mặt bích này vào lốc luôn. Đấy, riêng với các loại mặt bích này để độ chế cho các dòng theo xe lẫn độ chế là bên em rất là nhiều. Thì anh em mà có nhu cầu cần tư vấn về những cái chi tiết nhỏ này thì cứ liên hệ với em sẽ tư vấn cho anh em. Đây. Đây là cái bích đường hồi này, thì chúng ta sẽ tháo cái mặt bích này ra, đưa cái mặt bích này vào. Đây là anh em lưu ý này, với cái bích phổ thông thì là cái đầu co này nó sẽ ngoài ra ngoài, nhưng với cái đặc biệt một số dòng xăng dông hoặc là máy xúc này đấy thì nó sẽ ra là ra bích này anh em nhé, có sẵn luôn đó. Thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái combo bộ sản phẩm, đó là lốc điều hòa của máy xúc Kobe Komatsu 140 và bộ bích bắt vào lốc. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.